Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo vào buổi tối Chủ nhật cuối tuần ngày 20 tháng 11 năm 2022, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Và ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở góc giao lộ Nguyễn Huệ cắt với Lê Lợi. Phía trên kia các bạn nhìn đó là khách sạn Rex, còn trước mặt đó đang là bùng binh cây liễu ngày xưa. Ngày nay thì người ta thay bằng cái bồn kèn hoa sen phun nước nhìn rất là đẹp. Còn phía trước mặt đây các bạn, đó là tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngay phía bên phải này các bạn, đó là nhà hát thành phố. Đây là cái xe buýt 2 tầng City Tour chở khách đi vòng vòng quanh thành phố. Thông thường thì buổi tối bà con cô bác rất thích tới khu vực phố Nguyễn Huệ này để vui chơi ngắm cảnh. Có cả những cái bạn khách người nước ngoài cũng tới đây để tham quan. Đài phun nước phía trước đó các bạn, là chúng ta thấy đèn nó đổi màu. Trước đây thì còn có nhạc nước, nhưng bây giờ thì người ta không có làm, không có phát nhạc nữa, chỉ có nước không, không có nhạc. Khách sạn Rex. Mình thì chưa có cái điều kiện để mà ở nguyên đêm ở trong khách sạn Rex, nhưng mà trước đây thì có một người bạn của mình về thì có ở một đêm, nhưng mà anh chị nói rằng là cái trang thiết bị ở trong khách sạn này nó không có được mới và có mùi hôi, nên là anh chị chỉ nghỉ có một đêm, sau đó lại phải rời sang cái khách sạn khác, đó là cái khách sạn Times Square này các bạn này. Đây khách sạn này, này. Đó, rời qua khách sạn Times Square. Tìm cho mình những cái góc chụp hình thật là đẹp đó. Những cái thương hiệu Chanel, các bạn cũng đang tạo dáng chụp hình với những cái dòng chữ Chanel rồi những cái sản phẩm của Chanel. Chừng khoảng sau 22 giờ thì khu vực này sẽ không có còn cấm đường nữa. Lúc đó thì mọi người có thể di chuyển bằng xe gắn máy hoặc là xe hơi.
đây chúng ta đang đi bộ gần về phía tòa nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố các bạn ạ. Khách sạn Rex này diễn ra một cái hội nghị gì đó mà thấy treo cờ của khá nhiều các quốc gia. Ở phía trước mặt của chúng ta là con đường Lê Thánh Tôn. Đây các bạn nhìn những cái hàng rào đang cấm đường này, nên là xe máy và xe hơi thì phải để ở phía bên ngoài. Đây, mình sẽ đi bộ cái lối này để đi ra đường Lê Thánh Tôn. Nhân dân thành phố đó các bạn, buổi tối nhìn rất đẹp nhé. Cái hệ thống ánh sáng ở đây mình thấy rất tuyệt vời. Được nhiều người tới đây để check-in, chụp hình. Đây đang là góc đường Nguyễn Huệ cắt với đường Lê Thánh Tôn. Vào mỗi dịp Tết, khu phố Nguyễn Huệ thường tổ chức hội hoa xuân. Lúc đó thì các nghệ nhân ở các nơi, rồi những các cái tiểu cảnh theo mùa, rồi theo con vật, ví dụ như năm con rồng thì có biểu tượng con rồng, năm con mèo thì có biểu tượng con mèo, kiểu như vậy. Đây đang là góc Nguyễn Huệ cắt với đường Lê Thánh Tôn. Đây có một cái chiếc xe Rolls Royce, hai chiếc luôn. Đây trước mặt chúng ta cái tòa Uni Square là của tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm chủ. Thì hiện nay bà Trương Mỹ Lan đang bị tạm giam, chưa biết số phận những các cái bất
bất động sản này sẽ ra sao. Xin mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng đi về phía giao lộ đường Đồng Khởi cắt với Lê Thánh Tôn. Này thì lúc nào cũng đông đúc, các nhiếp ảnh gia đang chụp hình những cái góc chụp và đắt giá. Đây các bạn nhìn này, với một cái góc nhìn này đó rất đẹp nhé, rất đẹp, rất siêu linh. Đây các bạn thấy cảm giác đi vào đây như là bước vào cung điện. Tòa nhà này vô cùng đắc địa, đất kim cương, bốn mặt tiền. Phía bên tay trái của chúng ta là khách sạn Continental Sài Gòn. Cái trụ đèn kiểu nhìn trông cũng rất đẹp nhé. Đây, cái mặt trước của tòa Union Square. Tòa nhà này nằm ở cái vị trí là các bạn số 171 đường Đồng Khởi. 171 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Đồng Khởi ngày xưa là đại lộ tự do. Và bên tay trái của chúng ta đó là cái khách sạn Continental Sài Gòn thì cũng mới kỷ niệm là 142 năm ngày thành lập. Sài Gòn thì có khoảng 300 năm. Và khách sạn này có tới 142 năm. Góc đường Lê Lợi cắt với đường Đồng Khởi.
chúng ta là khách sạn Continental Sài Gòn. Anh chị chúng ta tiếp tục cùng di chuyển về phía công viên Lê Lợi. Đứng ở dưới đường bàn bóng bay. Đây là tòa nhà nhà hát thành phố. Bay. Mỗi bạn nữ đi thì mua một cái bóng bay hình con heo, nó cầm cho nó bay bổng. Bây giờ là 22 giờ rồi các bạn, mà vẫn còn khá đông người ngồi chơi chụp hình. Xin mời cô bác anh chị và các bạn ta tiếp tục đi trên con đường Đồng Khởi. Ngày xưa là đại lộ tự do đó. Tay trái của chúng ta là khách sạn Caravan. Đây, khu vực này cũng thường được các bạn trẻ tới đây để ngồi chơi, ăn uống. Chỉ cần vài chiếc ghế thôi các bạn, với một vài chai nước ngọt rồi hạt dưa là có thể ngồi tán dóc, tán gẫu, nói chuyện bạn bè. Có một điều và cái khu Đồng Khởi này thu hút khách đó, là an ninh ở đây khá tốt. Ví dụ như là nếu mà chúng ta ngồi ở bờ đê hay là góc công viên một cái chỗ nào đó tối đó thì khá là nguy hiểm, bởi vì có thể bị trộm cắp cướp giật. Nhưng mà ở đây thì khá là đông vui và an ninh tốt.
sẽ đi vào đường Nguyễn Thiệp nha các bạn. Khi mà cái tuyến phố Nguyễn Huệ, tuyến phố chính là cấm đường thì ở phía bên trong này là mọi người giữ xe gắn máy cho khách đi chơi. Ở phía bên trong thì mình thấy đã bắt đầu cho xe gắn máy, một số ít xe gắn máy chạy rồi. Phía bên ngoài này, bên rìa ngoài cái tuyến phố chính đó, thì những cái hàng quán bán nước giải khát đắt khách, các bạn trẻ ngồi cắn hạt bí này, uống trà chanh trà sữa. Và xu hướng bây giờ một số bạn trẻ thì lại rất là hay hút thuốc lá điện tử. Sau khoảng 10 giờ khi mà lực lượng trật tự đô thị về đi ngủ thì bắt đầu hàng rong các thứ là lại bung ra để hoạt động. Đây, một bạn đang biểu diễn này. Các cái tiết mục nhạc rap rồi karaoke. Một điểm và có một cái số lượng khán giả nhất định, sau khi hát xong một hai bài nó là được khán giả hưởng ứng thì cái tụ đó sẽ đông hơn. Hoàng Phúc, hàng hiệu, giá rẻ, người ta cũng trang trí Noel. Mà
mặc dù là khoảng gần 22 giờ 30 phút nhưng mà không có cái cảm giác là mọi người về đi ngủ. Ngày mặc dù ngày mai là thứ hai rồi các bạn ạ. Anh à, cho một cái chai có cả những cái bạn khách người nước ngoài sang Việt Nam chơi. Đó. Đôi khi giọng hát đôi khi không phải là xuất sắc nhưng mà đôi khi giọng hát không phải xuất sắc nhưng mà nhận được cái sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả thì ca sĩ vẫn biểu diễn. Hoàng Phúc năm nào cũng trang trí rất là đẹp. Rồi chúng ta có thể vô tận trong để chụp hình. Giống như đây người ta làm để một cái chỗ trang trí cho bà con mình vào chụp hình cho đẹp. Những cái chú tuần lộc, những cái bông tuyết. Và đằng sau các bạn nhìn có cái biểu tượng là Hoàng Phúc. Black Friday giảm giá tới 30%. Nó rất đầu tư nha. Một cái không gian để cho chúng ta chụp hình rất là chill. Mình cũng đã thấy là nhà sách Nguyễn Huệ đóng cửa rồi các bạn. Và tới đây thì Tuấn Dương xin tạm dừng video clip. Mình đã chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh về cuộc sống ban đêm ở Sài Gòn. Những cái hình ảnh bà con cô bác buôn bán hàng rong, đi chơi, mua sắm, rồi các cái hoạt động như là văn hóa, văn nghệ, ăn uống. Chúc quý cô bác anh chị có một cái ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì cô bác anh chị hãy đừng quên để lại tin nhắn, comment ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Xin hẹn gặp lại trong những clip kế tiếp. Chúc tất cả có một cái mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.